nó nên đi quay không dám chỉ đi thôi, chứ thật ra con đóng mỹ trắng nó gầm gầm mỹ đen cũng có luôn. Nó ngồi nó coi gì deadlift, nó mắt mày nhỏ con lớp tại nhiều mày, chắc đâu nó nghĩ vậy á, nhìn mắt nó dễ hiểu mà, nó mày nhỏ con lớp tại nhiều cho mày, à đang nhìn tao, đang nhìn mình hả bạn, được để cho mình biết quốc tịch của mình luôn, đó Việt Nam Việt Nam Việt Nam, đó. Nhớ nha các bạn, Việt Nam Việt Nam Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam. Nói ừ, mà bạn ở Việt Nam tới hả? Cái nó ừ, sao bạn mạnh quá dạ? Cái nó nhảy uống Aulip. Aulip là cái gì dạ? Móc ra đưa luôn. Du lịch, tận hưởng cuộc sống. Tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn nha. Bây giờ phải cái hũ này qua bên, cái để nhiều quá nó rối quá. Nhiều hũ quá. Đây, okay. Thôi. Không phải là câu chuyện của những cái hũ nè. Mà hôm nay anh sẽ chia sẻ với các em về một cái trải nghiệm. Cái phòng kế bên nó đang dọn đồ, nhớ bạn nó nghe rột rột, các bạn thông cảm nha. Ở bên cái khách sạn này gì ở nó bực mình, nó chỗ làm như dọn cả ngày trời. Khổ đó nghe, ví dụ như mấy phòng khách sạn khác á, thì khi mà các bạn cái giờ check out các bạn là phải từ 11 giờ tới 1 giờ thì nó dọn giờ đó thôi. Còn cái này ngộ lắm, nhiều khi mà 12 giờ đêm đang ngủ đó cũng dọn nữa. Nó rột rồi xong mấy người đây, chỗ này nó tùm lum hết rồi. Tay trắng cũng có, mẻ cũng có, đi ẩm ẩm cũng có. Có nhiều khi hai ba thằng con trai vô đây lâm hết phức tạp. Nói chung là bữa nay dọn rồi, bữa nay tẩu nè. Khách sạn này ở hai ngày rồi. Tại sao? Tại vì hôm qua đó anh có một cái sự kiện rất là trọng đại nên anh không đổi khách sạn được. Em phải biết sự kiện gì không? Sự kiện đi đến cái nơi quyền thoại của thể hình đó. Anh đi đến cái nơi quyền thoại của thể hình, nó có những cái lý do sau đây. Thứ nhất á, là do đối tác giới thiệu đó. Thứ nhất là do đối tác giới thiệu nha các em. Thứ hai á là do anh cũng muốn. Anh đã nói với tụi em nhiều lần rồi. Gym đối với anh như một tôn giáo vậy. Thì cái việc mà đi đến nơi này nó giống như chuyến hành hương. Đó, anh hành hương về miền đất hứa của gym. Anh hành hương về cái nôi của thể hình thế giới. Anh đi hành hương về một cái phòng gym, nó sản sinh ra những huyền thoại đó. Nó trang trọng ở chỗ này, nó trang trọng ở chỗ này. Đó là gì? Đó là Gold Gym ở Venice Beach. Đúng không? Các em có dịp đi qua Mỹ, các em cũng nên đi đến nơi này. Tụi em check in cái Gold Gym ở Venice Beach, nơi sản sinh ra những huyền thoại trong giới thể hình. Cái nơi này á, là một phòng gym, nó không sang. Bây giờ anh sẽ review phòng gym cho mấy em coi. Nó không sang, nó bình thường, nhưng mà nó rất là nhiều anh tài đó. Bây giờ nói cái ưu điểm của chỗ này đi. Cái ưu điểm của chỗ này là nó rộng khoảng gấp đôi THOL. Nó rất là nhiều máy, và nó rất là nhiều người. Mà trong cái dòng nhiều người đó có rất nhiều người nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng không phải là nổi tiếng này nọ kia, nhưng mà trong Hollywood hay cũng gì đó, nhưng mà nổi tiếng ở đây là họ là những người tượng đài của giới thể hình thế giới. Nó Mỹ là cái nôi thể hình, nên Mỹ thể hình nó từ Mỹ mà ra, nên Việt Nam mình là Việt Nam mình học thể hình thì phải học từ Mỹ chắc chắn thôi, không có cái gì khác được, không có tất cả mọi nơi thế giới đều học từ Mỹ. Mỹ là cái nơi sản sinh ra thể hình và phát triển thành cả trăm năm rồi chứ phải Việt Nam mình mới có gần đây. Thì một trong dòng thời gian 100 năm đó, có những cái huyền thoại trong cái giới thể hình họ đi ra từ cái phòng này, và sau khi họ thành danh rồi, họ già rồi, họ cũng trở về cái phòng này, đúng không? Đơn cử như là Arnold rồi đó. Mà vô phòng này là các bạn ấn tượng đầu tiên gặp toàn là khủng long không? Nói toàn khủng long thì cũng hơi quá mà. Ví dụ như trong phòng các bạn gặp chừng 3 thằng khủng long, 4 thằng khủng long là thấy ghê rồi, đúng không? Đúng không? Trong cái giờ tập của bạn gặp 3, 4 thằng khủng long là thấy ghê rồi. Đó. Nhưng mà khủng long thì Duy thấy nhiều, bình thường. Đó. Nhưng mà cái ấn tượng của Duy là nguyên gái.
con gái này nó tướng đã lắm em, tướng đã lắm, nó tập đồ nghiêm túc, nó tập đàng hoàng, nó tập cái kiểu nó khác Việt Nam lắm. Việt Nam mình mấy nhỏ con gái á, thì nó học múa, nó vô nó tập hì hục như trâu vậy đó. Còn mà cái tướng đó thì nói chung mình không có so, đúng không? Nhưng mà bây giờ con mấy nhỏ này nè, nó mặc quần legging á, mông má nó nhìn đồ thiệt không à mấy em. Em không biết đồ lưng xô đồ nhìn nó đã lắm. Nhìn mấy con bào cái này thiệt là tình, nó đúng là cái phòng để làm ăn được lắm. Đó, nó có những cái dàn đào như vậy tập, nó làm cho vang lên cái danh tiếng của cái phòng. Yes. Thì cái phòng này nó nổi tiếng nhất là nổi tiếng về cái gì? Về lịch sử, về cái tên thôi. Cái tên Gold Gym nói lên tất cả, và đó là một cái tượng đài. Đó. Và thứ hai nổi tiếng về membership bên này. Membership bên này là những người thành danh, những người thành danh, đã thành danh, sẽ thành danh và đang thành danh, có cả nam cả nữ, đúng không? Cái nôi này nó tạo ra những con gà Olympia, tạo ra những con gà Olympia no classic đó. Vô trong đây nhìn cái dàn đào là nhìn thấy mướt mắt nó. Và nó là một cái phòng gym, nó mang tính chất là hoài cổ, nó mang tính chất là hoài cổ mà em nhìn nó là gym classic. Em hiểu không? Em hiểu cái chữ gym classic không? Tức là tạ của nó nhìn cũng cũ, máy của nó nhìn cũng cũ đó, và cách bố trí nó nhìn cũng cũ, nó nhìn nó là gym của những năm 1900 hồi đó. Nó sẽ khác xa với những cái phòng gym mà hiện đại bây giờ, đẳng cấp bây giờ đó. Nên nếu bạn hỏi là cái máy ở phòng gym này có tốt không anh Duy, tốt thế nào bạn được THOL? Tại vì THOL đầu tư theo kiểu gym hiện đại, nó là máy móc là nó hiện đại, nó VIP, nó đẳng cấp, nó đắt tiền. Còn cái chỗ này á, nó là truyền thống dành cho những người truyền thống. Tạ nó nặng lắm nha các bạn, tạ nó anh nhìn thấy cục 170 pound á. Oh really? Cục 170 pound có, hình như có cục 180 pound nữa. Oh really? Mà nó có cục tạ chỉnh á, tạ custom nữa. Nên cái phòng này cũng long tập nên tạ nó rất là nặng. Còn tạ của THL 130 pound hết cỡ. Nên nói chung á, mình đi đến cái phòng này giống như mình bước vô một thánh địa vậy đó. Nó thánh địa vậy đó. Ví dụ như có người ta chê, ví dụ những người ta không có chuyên về game, người ta không hiểu á, người ta chê, ủa cái phòng gì đâu nhìn cũ xì, cái phòng gì đâu nhìn xấu quá, thiết kế máy gì đâu mà nói đùi gì, không khoa học gì chê, chậu gì á, đó người ta chê vậy, toilet dở, đó, cái đó là cái chê. Nhưng mà ví dụ như mình là dân game mình hiểu, mình biết được à cái Gold Gym thì nó có tên của tuổi, đúng không? Và mãi mãi nó sẽ là như vậy, mà nó đông lắm mà, nhưng mà nó ít, nó đông lắm, nên khi mà các bạn tập được ở trong Gold Gym, các bạn một cái cảm giác nó không biết dùng cái từ gì để diễn tả, đúng không? Nhưng mà Duy á là đi qua nước Mỹ mà không đến tập được cái phòng này á, thì rất là áy náy. Phải tới check in cái đó, tập một cái để cảm nhận, để mình hiểu được à cái nôi của cái ngành thể hình, cái nôi của thể hình nó nằm ở trong cái phòng Gold Gym này. Và Duy cũng quay rất là nhiều video, rất là nhiều hình ảnh đó để kỷ niệm cho cái chuyến đi, để kỷ niệm. Cái phòng này nó làm một cái location, nó nhìn nó cũng không có được sang lắm, nó cũng rất là bình thường thôi, ở lốt mà nó nằm rất là bình thường. Mà xe đó, xe hơi cũng có xe siêu xe tập đi nha ba, vô trong đó siêu xe con Lamborghini này nó tập không, mà cái giá tập nó cũng có rẻ đâu. Cái giá tập ở Gold Gym á, anh tập một ngày á hết $40. Wow, hết $40 với bạn, hết $40 nha. Mà cái phòng của nó thì nói chung nó bán đồ thì cũng khá là đa dạng. Nó là những cái loại reward cao nước, những cái loại BCA nước, những loại amino nước, nó những cái loại nước điện giải đó. Thì cái việc mà tập gym mà sử dụng mấy cái đó nó rất là bình thường và nó rất là phổ biến. Nó chỉ có dân Việt Nam mình nhìn lạ thôi đó. Ví dụ dân Việt Nam mình gặp cái chai Olip này nọ kia xong tái mặt, thôi chơi thuốc cái gì ba này nọ kia. Bởi vì nói về gym Việt Nam nó còn lâu lắm nó mới phát triển, nhưng mà chích thì nó dám chích đó, mà sách thì nó nói là thuốc, nghe tự ái giả mang các bạn. Bây giờ nói chung là cũng là chữ dân trí thôi. Nhiều khi mình nói cái câu này ra mình rất là đau lòng, mình cũng là người Việt Nam mà không lẽ mình chê dân trí Việt Nam, đúng không các bạn? Rõ ràng người ta ghi là chữ supplement, mấy ông biết dịch đâu, mấy ông nói thuốc. Ủa thuốc là rất ông nội ơi nha, thuốc là phải có sự chỉ định của bác sĩ, còn supplement là nó bổ sung những cái nguồn dinh dưỡng mà nó cần thiết cho một cái mục đích nào đó. Nói cái chuyện đó mà không phân biệt được, mấy bạn khỏi nói là tuổi trẻ tuổi già tuổi gì cũng vậy thôi. Các em tập gym đó,
các em coi Nhi Nguyễn thì các em có kiến thức, các em biết này biết kia, về gặp tía má các em khoan đúng thôi, tao không cho mày chơi thuốc trong game luôn. Giờ mình nói là tới văn hóa môi trường ở trong Gold Gym. Nè, ở trong Gold Gym hỏi bạn tập có văn minh hay không. Nói chung á, thì tập ở trong Gold Gym á, thì người ta khá lịch sự. Thí dụ như ai đó tập với người ta không thích nghe nhạc thì người ta cũng đeo cái headphone, tao tập, tao lo tập thôi. Mà đặc điểm một điều ở trong Gold Gym á, như thấy á, người ta tập rất là nghiêm túc. Nãy có anh bằng tay dễ thương lắm em. Còn có mảnh nè, dễ thương giả mang luôn á. Tập xong nhiều máy tháo tạ cho khác tập luôn nha. Làm anh gắn vô thêm 4 bánh mệt cũng chết. Người ta tập rất nghiêm túc. Ví dụ như con nhỏ mò đồ kia, Duy nghĩ là con này phải mò đồ thôi, chứ nó đẹp như nó không thể nào tập chùa đó. Đẹp như nó không thể nào tập chùa được. Tại vì không có thằng nào điên đi tập cho đẹp mà không làm gì hết. Đúng không các bạn? Các bạn đồng ý với tôi không? Yes. Các bạn tập đẹp chắc chắn các bạn phải là mò đồ, là BT. Hoặc là các bạn chờ trong cái giải đấu nào đó, bạn thể hiện xong bạn thành danh, xong bạn đi làm BT hoặc là bạn làm mò đồ. Đó là cái guồng máy chung của Sim thôi. Con nhỏ này đó, nó tập rất là cường độ rất cao bạn. Nó rất là thân thiện nha, nó cũng smile với Duy rất là nhiều lần đó, nó cười á. Nó đeo, nó hình như nó không có đeo headphone, nó đội nón. Nó ngộ lắm, vô phòng gym đội nón mà nó tập liên tục, cường độ rất cao, mà tướng nhỏ rất đẹp. Da nó ngăm ngăm, tướng rất đẹp. Thấy nó tập xuyên quá, không lại chụp hình, chứ nhiều khi muốn chụp hình với nó tấm về khè lắm mấy bạn. Nhưng không chụp được nha, nó có cái clip nào quay á, giả bộ quay mình để lấy background nó. Trời ơi, anh Di mày cũng cáo quá, không phải giỡn đâu. Nó quay anh Di tập, nhưng thật ra là quay đó là chính, background là nó. Mà trong đây nhiều con lắm bạn. Nó ra vô nùi nùi mà để hay tập cấp bồ nha. Ở trong đây nó hay tập cấp bồ. Bạn thường thường á, là cái con nó đẹp đẹp, chắc chắn đi chung thằng nào rồi. Mà thằng đó chắc cũng không xấu. Mà thật sự Di bắt gặp là 4-5 cặp cấp bồ luôn. 4-5 cặp cấp bồ tập. Nhìn nói chung là cái motivation của Jim nó tự đâu đóng này ra thôi chứ đâu. Nó từ những cái phòng gym như vậy ra đó. Hai con, thằng con trai là cũng là model nam, con nhỏ con gái là model nữ, hai đứa tập couple, xong up video lên YouTube, tụi bay nhìn chảy nước. Wow. Nhưng mà tao nói thiệt với mày á, ở bên xứ Mỹ này cũng được vài cặp vậy thôi à. Nó lên YouTube tụi bay thấy rồi đó, chứ không phải đứa nào tập gym nó cũng đẹp và nó cũng hạnh phúc vậy đâu. Nha. Có những đứa tập gym thui thui một mình bò bỏ là chuyện bình thường. Mà cái số lượng bò bỏ thì nó sẽ đông hơn cái số lượng mà bồ yêu. Nó gym này nó cãi đắng vậy đó bạn. Ba tập gym mà không ra tiền là bạn theo mạng đó rồi. Đó, mình tập gym mình phải làm ra tiền từ gym, đó mới là đúng. Không bằng cách này bằng cách khác. Đó, gián tiếp hoặc trực tiếp. Đều nói rất là nhiều lần rồi, không nói nữa. Ở cái phòng Gold Gym này á, là nãy anh Duy Nguyễn mới nói là người ta lịch sự, người ta tập cường độ cao. Tất nhiên ở trong đây cũng có dân amateur. Dân amateur chứ, gọi dân amateur. Họ tập, họ diễn. Vô tập thì cũng chơi vui, rồi quẹ quẹt này nó bậy bạ, tập sai động tác cũng có nữa. Đó, rồi cũng quay phim chụp hình, rồi livestream, gọi điện thoại cho bồ này nọ kia, vô đây kiếm trai được cũng có, nó thẳng lặng vậy. Có mấy bài vô đây mà nhìn mắt là biết vô đây kiếm trai rồi. Đó, mà vô kiếm trai kiếm đúng động luôn. Động này ta đẹp không? Rồi hỏi bạn có chọi tạ không? Nó chọi như gì? Ở bên Mỹ nó chọi tạ như gì bạn? Nó tập chọi đùng đùng, tập nhẹ hơn Duy nữa mà chọi đùng đùng như nó tập nó vậy đó. Nó không nói được, nó chắc tập nó luôn rồi. Mà thấy không, Duy Nguyễn đó, vô rồi deadlift. Deadlift, cái cú deadlift của Duy là cuối cùng đó nha. Cái cú deadlift của Duy là cuối buổi tập, là Duy tập cũng mệt hết cả rồi. Xong rồi thấy cái khung deadlift nó trống. Tại vì ở bên bển á, cái khung deadlift nó nguyên cái dàn deadlift của nó với dàn tập, nó kêu là cái khung bao rắc. Nó khoảng có chừng 7-8 khung bao rắc luôn. Đó, con gym nó có khoảng chừng 7-8 khung bao rắc. Mà nó bận liên tục ông nội. Một thằng vô chiếm khung, xong rồi nó ngồi trong đó nó chơi trong đó luôn. Duy tập không được. Đó, Duy tập không được, mà nghĩ ra cái bài rô mà Duy phải ra cái máy đẩy ngực mà Duy tập đó. Nó không có máy tập, nó tập cái khung bao rắc đó, nó ngồi nó chơi không à. Nên tới cuối giờ khi mà Duy tập hết rồi đó, thì Duy mới có cái khung bao rắc nó trống một cái ra lắp tạ vô chơi gần full cây. Mà Duy chơi đó, nó mà thấy đóng tạ đó, làm một phát một. Xong rồi cũng ráng quảng cáo hai chữ Việt Nam luôn, đóng Mỹ trắng đi người dòng đó đó. Mà tại quay không trúng nó thôi. Tại vì ở bên Mỹ này á, Duy quay video Duy rất là lịch sự.
tức là hạn chế đưa người ta vô khung hình, đúng không? Hạn chế đưa người ta vô khung hình chứ không phải là mình cứ cầm máy quay trẻ tùm lum đâu ba. Nó đó là phép lịch sự, nó nên Duy quay không gian chỉ có Duy thôi, chứ thật ra con đóng Mỹ trắng nó vòng vòng Mỹ đen cũng có luôn. Nó ngồi nữa coi Duy đét clip, nó má này nhỏ con lấp tại nhiều mày, chắc trong đầu nó nghĩ vậy á, những mắt của nó Duy hiểu mà, nó này nhỏ con lấp tại nhiều cho mày à, đang nhìn tao, đang nhìn mình hả bạn, được, để cho mình biết quốc tịch của mình luôn đó. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam đó. Trước khi đét clip, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, đét clip không lên cao, ngẩng cao đầu, tạ có nặng như lưng anh phải thẳng, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, cái nữa để xuống được. Từ đó nó biết Việt Nam luôn em. Hỏi mà bạn ở Việt Nam tới hả? Cái nói sao bạn mạnh quá dạ. Cái nói ngủ ao liếp. Cái ao liếp là cái gì dạ? Móc ra đưa luôn. Cái đó là sự trải nghiệm mà khi mà bạn, cái cảm giác của Duy á, là khi mà Duy nâng cái tạ deadlift lên, đúng không? Duy deadlift rất là nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Nó nâng deadlift lên thẳng giữa bầu trời Cali, ở một cái nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, Việt Nam. Là cái nôi của cái sự nghiệp Duy đang theo đuổi, mà Duy hét lên Việt 2 Nam, tiếng Việt Nam. Nó thiêng liêng và nó tự hào lắm đó. Nó tự hào lắm. Cái đó là một cái memory, một cái kỷ niệm mà Duy cũng rất là phấn khích khi mà chia sẻ cho các bạn. Ở phòng game TH online cũng như là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà Duy đi đến phòng game đất Mỹ này mà Duy chơi full cây TH online, nó là đặc biệt rồi đó. Nó là đặc biệt rồi, chơi full cây THOL luôn. Kể cả bao tay, quấn gối, cổ tay, cổ chân, chơi full cây THOL, đúng không? Mà Duy tập cũng khá là nặng, khá nặng đó các bạn đó. Nên người ta nhìn được, không biết người ta nghĩ sao kệ đi. Mà chắc Duy tập nặng, nhưng mà tập rất đàng hoàng. Thả tạ nhẹ nhàng, chốt tạ, nhưng mà tập phải văn minh đó bạn. Cái Duy muốn gửi gắm hai thông điệp khi mà Duy đến con gym. Một á, là mình tập thử trải nghiệm ở một cái nơi mà nó sản sinh ra những quyền thoại của thể hình. Và cái yếu tố thứ hai á, là Duy muốn quảng cáo hình ảnh gymer Việt Nam. Hình ảnh gymer Việt Nam thế có thể là nó lan tỏa chỗ nào thì không biết, đúng không? Tất cả cái sự nghiệp Duy là không phải là sự nghiệp thi đấu, ok? Duy không có thi đấu. Duy tập là Duy nói chung là làm ăn là vậy đó. Gym phục vụ cuộc sống nha. Đi đến mọi nơi vẫn tự tin, phong thái, cách tập này nọ kia, để cho người ta thấy rằng à, con người Việt Nam yêu thể thao, con người Việt Nam mình tập gym nó rất là hòa đồng, nó không có ngại ngùng, nó không có e sợ, nó không có gọi là bản lãng đó. Nên Duy sẽ đi một số phòng gym ở nước Mỹ này, khi mà Duy rảnh xong chuyện hết Duy sẽ đi tập nọ kia đó. Mình tập gym ở đất Mỹ là mình đi về cái nơi để sinh ra. Còn ở Việt Nam này thì tập ở phòng THOL chả có gì thiếu thốn. Nên cái chuyện đó không có gì phải bàn cãi lăng tăng. Mà bây giờ là sự trải nghiệm. Nha các bạn. Nhưng mà nói con điều này nè. Tập phòng gym bên này á, lâu lâu gặp mấy ông mẹ cao to đen hôi. Thôi nó cơ chịu không nổi ông nội. Chịu không nổi á. Cái đây là cái mà không thích lắm. Tại vì ở THOL rất là hạn chế cái này. Còn cái này phòng gym công cộng mà. Sao bên đây làm như nó không biết cách cái khử mùi hay sao á, đúng không? Nghĩ tập gym thở rồi nó đứng gần một phát một rồi nó ói luôn, chịu không nổi. Cái đó là cái điểm trừ nha. Trời, nãy giờ nói tốt cho những cái ưu điểm của cái gold gym, nhưng mà mình xét trên một góc độ, ví dụ như mình là khách hàng bình thường đi, mình là khách hàng bình thường, mình không phải là cái dạng như là không phải cái dạng như là người yêu gym chuyên nghiệp, đúng không? Thì các bạn sẽ không thích gold gym đâu, bảo đảm bạn không thích. Tại sao không thích? Thứ nhất á, là vô đó nhìn nó xô bồ, thành phần nào cũng có hết á, nhìn nó xô bồ và nhìn nó cũ đó, nhìn nó cũ. Cái hệ thống hạ tầng nó không được tốt. Hạ thống hạ tầng là gồm cái gì? Thứ nhất là phòng ốc này nọ kia, nhà vệ sinh, toilet, locker, hồ bơi, sông hơi, bể bơi không có gì trơn trọi hết á đó. Và bạn vô bạn thấy cái phòng nó giống như cái phòng bình dân vậy thôi. Ví dụ như bây giờ nói về gym bình dân với cao cấp á, thì Gold Gym nó là huyền thoại, nhưng nó mang tính chất bình dân. Máy móc nó cũ, nó nghỉ xét tùm lum tùm la hết rồi. Nó bố trí không có khoa học, nó quăng tùm lum chỗ hết. Thí dụ như một cái máy nằm ở chỗ này, còn cái máy giống hệt như nó nằm ở chỗ khác, nên bạn đi tìm máy rất là khó đó. Nên khi mà Duy đi vô phòng đó Duy tập á, Duy phải tốn thời gian Duy tìm máy. Duy tìm máy rất là cực đó. Nên cái phòng này á, thì đó là những cái điểm mà gọi là nó không thích hợp so với những người không chuyên nghiệp. Những người tập gym cho khỏe này nọ thôi, tập gym giống như là tập mà cho nó bình thường thôi.
Còn cái nơi này là cái nơi dành cho người chuyên nghiệp. Đó, nó khác nhau là khác nhau như vậy nha mấy em. Còn tất nhiên mấy em có chuyên nghiệp không chuyên nghiệp thì mấy em là nhân gym rồi, thì cứ tới đây tập thì trải nghiệm một lần cho nó biết. Chứ cuộc đời của các em đâu có tập hoài đâu, đúng không? Mà tập hoài chưa chắc là chọn phòng này. Tại vì bên Mỹ nó rất là nhiều thương hiệu gym, nó không phải chỉ có một con gym. Con gym là cái gì nó hoài niệm, nó hoài cổ, nó của ngày xưa thôi. Còn bây giờ nó mới hơn, nó có nhiều mà, hệ thống LA Fitness rất là nhiều. Đi một bang nó có mấy chục cái LA Fitness luôn á. Đó, mốt là gì phải làm cái thẻ membership của nó. Membership của nó trải nghiệm sau hệ thống nó nhiều vậy. Phòng gym của nó thì nhỏ hơn, nhưng mà nó đẹp hơn, nó hiện đại hơn. Và cái mô hình đầu tư của BBT cũng vậy. Mô hình đầu tư của BBT cũng là phòng gym đẹp hiện đại. Đó, phòng gym đẹp hiện đại nha. Thì cái cảm giác tập ở khôn gym thì Duy đã chia sẻ với các bạn với cái điểm mạnh cũng như những cái điểm yếu. Mà nói chung á, thì khôn gym, gôn gym là huyền thoại. Là huyền thoại. Khi mà các bạn đặt chân đến xứ Cali này, các bạn nên trải nghiệm một lần đi. Một lần chụp những tấm hình, kỷ niệm này nọ kia các kiểu thôi. Chứ cũng không có gì mà không phải là ghê gớm cả. Và cái sự trải nghiệm đó Duy đã trải nghiệm rồi à. Và Duy cũng quay rất là nhiều video. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi comment sẽ được giải đáp. Thân ái kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.